Sài Gòn Heat chạm trán cùng đội bóng có tham vọng đứng đầu châu Á, Kelson Trust đến từ Đài Loan. Các chàng trai của Sài Gòn Heat sẽ thể hiện bản lĩnh chuyên nghiệp trước gương mặt mới này ra sao? Đón xem cuộc tranh tài đầy thú vị giữa Sài Gòn Heat và Kelson Trust tại nhà thi đấu trường quốc tế Canada CIS vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 1. Hoặc theo dõi trực tiếp kênh YouTube Sài Gòn Heat Livestream, mua vé ngay tại ticketbox.vn. Tự hào bóng rổ Việt Nam.